Như Thảo xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Quý vị thân mến, trong thời gian qua thì chương trình đã nhận được rất nhiều những yêu cầu từ phía quý vị khán giả hỏi về cách thức để nấu một bữa sáng thật ngon từ bánh sandwich. Và sau đây sẽ là một ý kiến của một vị khán giả. Cô Thảo cùng với Thanh Phương xem qua nhé. Xin chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tôi tên là Tú, nhà ở quận 10. Tình hình là tôi sắp phải đi xa. Chỉ sợ mấy ba con đã ở nhà làm biếng nấu ăn mà bỏ bữa thôi, nhất là bữa sáng. Bây giờ tôi đi chợ mua sẵn sandwich, bơ, đồ nguội bỏ tủ lạnh rồi. Nhưng mà nếu có ăn mãi mấy món đó, ba con nó cũng ngán. Nên mong chương trình chúc tôi món nào vừa ngon, lạ, dễ chế biến, để mấy ba con có thể tự làm. Mong chương trình giúp tôi nha. Một yêu cầu quá là dễ thương, chị Bình thiệt là chu đáo đó cô. Có lẽ là Thanh Phương và cô Dự Thảo phải nghĩ ra một cách nào đó để giúp chị Bình thôi. Đương nhiên rồi, Dự Thảo rất là thông cảm với là những chị em phụ nữ khi mà đi vắng nhà, lúc nào cũng lo lắng đồ ăn làm sẵn nè, rồi những thức ăn chuẩn bị trong tủ lạnh cho chồng và con của mình. Hồi nãy thì Thanh Phương nhớ là chị Bình có chuẩn bị sandwich nè, rồi thịt nguội, phô mai, xúc xích. Vậy thì cô Thảo có nghĩ ra được một cái món nào từ những cái vật liệu này không ạ? Hôm nay Dự Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả một món ăn vừa đơn giản mà lại mới lạ nữa, đó là món sandwich nướng thịt băm. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị khoảng 4 miếng bánh mì sandwich, 50 gram thịt nạc băm, 1 miếng hành tây, đậu phộng rang, hành tím băm, rau húng quế, khoảng 100 gram khoai lang. Và gia vị thì chúng ta chỉ cần có hai thứ thôi, đó là hạt nêm Aji ngon và sốt mayonnaise Aji mayo. Giai đoạn đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải ướp thịt trước nè. Ướp vào khoảng một ít hạt nêm Aji ngon, cho vào một muỗng cà phê hành tím băm. Và bây giờ thì cô nhờ Thanh Phương trộn thật là đều phần này lên. Khoai lang này thì chúng ta sẽ cắt ra những cái khúc nhỏ như thế này và chúng ta sẽ cho vào một cái chén. Và Dự Thảo sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một cái cách để chúng ta làm chín khoai rất là nhanh và tiện dụng, là nếu gia đình chúng ta có microwave thì chúng ta sẽ cho cái phần khoai mà chúng ta đã cắt nhỏ này vào trong một cái chén, cho một ít nước vào và chúng ta dùng màn bọc plastic chúng ta bọc lại như thế này, cho vào microwave khoảng 10 phút thôi là khoai chín. Củ hành tây thì chúng ta băm nhỏ ra. Tại sao mình lại hấp khoai bằng microwave, mình không có thể hấp bằng những phương pháp khác hả cô? Nếu mà chúng ta sử dụng một cái lượng rất là ít thì chúng ta bỏ vào microwave như vậy vừa nhanh mà khoai cũng vẫn giữ được cái chất ngọt và ngon y như là chúng ta hấp vậy. À, thì ra đây là một bí quyết để hấp khoai được ngon và ít tốn thời gian, đó là chúng ta sẽ sử dụng lò vi sóng để hấp khoai, quý vị nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắt đến cái phần rau húng quế này. Bây giờ các nguyên liệu thì chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Đặt lên bếp một cái chảo. Chúng ta sẽ cho vào khoảng một muỗng canh dầu ăn. Cho phần hành tây vào. Đây là 4 miếng bánh mì sandwich. Trước khi mà chúng ta làm tiếp món ăn thì Thanh Phương bỏ 4 bánh mì sandwich này vào trong lò nướng và chúng ta nướng trong khoảng 5 phút để cho bánh mì vàng thơm đi cho cô. Cho Thanh Phương hỏi là tại sao mình không để khi mà có nhân vào rồi mình nướng một lúc luôn mà mình phải nướng trước như vậy hả cô? Nếu mà chúng ta nướng trước 5 phút sau đó chúng ta mới cho nhân vào và chúng ta nướng lại một lần nữa thì bánh mì sẽ vàng, giòn, rất là ngon. À, quý vị khán giả nhớ nha, đó là chúng ta nên nướng bánh mì sandwich trước rồi sau đó mới cho nhân vào rồi đem nướng lại một lần nữa. Có như vậy thì bánh mì sandwich của chúng ta mới có thể giữ được độ giòn. Và bây giờ phần hành tây thì chúng ta phi cũng đã vàng thơm rồi nè. Cô sẽ trút hết cái phần thịt heo này vào. Thơm quá. Khi nào mà chúng ta xào mà thấy thịt săn lại là chín vừa phải không cô? Đúng rồi, nếu mà nó hơi khô á thì em có thể cho vào một chút nước nè. Giờ thịt đã chín rồi, trút hết phần thịt này ra tô và cô để cho nguội. Nhiệm vụ của Thanh Phương á là sẽ kiểm tra lại cái phần khoai lang mà chúng ta cho vào microwave lúc nãy coi thử coi chín chưa. Dạ. À cô ơi, chín rồi nè. Phần khoai lang rất là thơm. Bây giờ chúng ta chỉ việc tán nhuyễn nó ra là xong. Rồi bây giờ thì cô sẽ lấy cái phần bánh mì ở trong lò ra nha. À, bánh mì lúc này trong vàng đều hấp dẫn quá. Bây giờ quý vị khán giả sẽ trộn cái phần khoai này chung với lại thịt nạc dăm nè. Và chúng ta trộn luôn cái phần rau húng quế này vào. Trộn thêm khoảng 2 muỗng canh sốt mayonnaise Aji mayo nữa. Cho thêm một ít đậu phộng rang vào để có cái độ giòn giòn bùi bùi khi chúng ta ăn món ăn này. Quý vị khán giả sẽ chia cái phần nhân này ra làm 4 phần lần lượt phết lên trên bánh mì sandwich. Chúng ta phết đều như thế này. Một món ăn hấp dẫn như thế này thì chắc chắn là sẽ không ai chối từ được. Và vào buổi sáng thì một món ăn bánh mì sandwich nướng với lại phần nhân như thế này thì chắc chắn là sẽ là một món ăn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho chúng ta.
Rồi xong rồi cô ơi. Chúng ta còn một công đoạn cuối cùng nữa, đó là công đoạn chúng ta sẽ sử dụng sốt mayonnaise mayo nè. Quý vị khán giả sẽ phết những cái đường zigzag ở lên trên cái miếng bánh này rồi chúng ta mới đem đi nướng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ lò trong vòng 5 phút với nhiệt độ là 250 độ C tiếp tục để cho phần mặt bánh sẽ vàng đều, thì lúc đó chúng ta có thể thưởng thức được rồi. Dạ. Rồi bánh chín rồi Thanh Phương ơi, cô sẽ bày ra đây. Còn lại thì cô sẽ cắt một cái phần nhỏ để cho Thanh Phương thử nha. Mời Thanh Phương thử coi. Dạ. Có lẽ khi mà Thanh Phương cắn một miếng đầu tiên thì quý vị khán giả cũng có thể cảm nhận được vị giòn của bánh. Và Thanh Phương còn cảm nhận được vị bùi dẻo của khoai nè, mùi thơm của rau húng quế nữa. Còn một cái đặc biệt có thể được xem là linh hồn của món ăn này, đó chính là vị béo của sốt mayonnaise aci mayo nè, cứ quyện ở trên phần đầu lưỡi, và thêm vào đó là vị mặn mặn nhẹ nhẹ của thịt băm nữa. Món ăn này quả thật là tuyệt vời, phù hợp cho bữa ăn sáng. Đây thì chương trình cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và mọi thư từ thắc mắc ý kiến, quý vị có thể liên lạc với chương trình qua hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam qua số điện thoại 083-823-7557. Nếu như quý vị có bỏ lỡ bất kỳ chương trình nào của Món Ngon Mỗi Ngày, không sao, quý vị có thể xem lại chương trình qua website monngonmoingay.com hoặc tìm từ khóa Món Ngon Mỗi Ngày để đến trang web của chương trình. Còn bây giờ thì Thanh Phương và cô Diệu Thảo thân ái chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.